Con trai Việt Trinh gây bất ngờ trước độ cao lớn ở tuổi lên 10. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, người đẹp Tây đô Việt Trinh đã chia sẻ hình ảnh trọn vẹn của cậu con trai 10 tuổi. Trong ảnh, cậu bé có nước da ngăm đen, tóc cắt đầu đinh, thân hình vô cùng tròn trịa mũm mĩm. Khi đi cùng người mẹ xinh đẹp của mình, cậu bé gần như ngang bằng về chiều cao, người hâm mộ càng hy vọng sẽ có dịp. Việt Trinh chính thức khoe dung nhan con trai để mọi người thỏa lòng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Việt Trinh lặng lẽ lui vào hậu trường và chấp nhận làm mẹ đơn thân cô ít khi chia sẻ ảnh của con trai mình, chỉ thi thoảng là vài góc ảnh sau lưng hoặc góc nghiêng hiếm hoi. Ở tuổi 47, người đẹp Tây Đô và con trai sống tại biệt thự nhà vườn ngập cây xanh và hoa quả tại Bình Dương, cách xa trốn Sài Gòn phồn hoa đô thị. Cơ ngơi của Việt Trinh nổi bật nhất vùng vì diện tích rộng và không gian được rào bọc tỉ mỉ. Việt Trinh có một nguồn thu ổn định từ công việc hiện tại của mình. Cô thường xuyên đi lại bằng xế hộp sang dòng Mercedes, có lái xe đưa đón khi cần di chuyển.